Xin chào mọi người, mình đến từ vườn cây giống hải đăng. Thì hôm nay mình mang đến cho các bạn một sản phẩm trong cái kho dụng cụ làm vườn của bên mình, đấy là kéo cắt cành. Thì nhìn vào đây thì các bạn thấy là cái này nó được thiết kế là sử dụng rất là dễ, mở ra rất là dễ này. Đấy, mình chỉ cần kéo cái này ra thôi là mở được. Thì bên trong nhìn vào đây thì nó có một cái dây đeo để mình có thể là treo cái kéo này ở đâu, bất cứ đâu cũng được. Và ở như cái đầu kéo này thì nó có một cái miếng để bọc lại, che chắn. Thì cái kéo này nó rất là nhỏ gọn, chỉ dài khoảng hơn một tay găng tay mình thôi. Thì tay mình ngắn nên là nó chỉ tầm 18-20cm thôi. Thì cái tay cầm này nó có màu xanh bọc nhựa. Đây mình thấy là có hai cái vị trí, đấy là một cái vị trí là ốc và một cái vị trí là cái núm khớp. Vậy thì cái ốc này để làm gì này? Thì cái ốc này là để cố định chắc hai cái lưỡi kéo để chắc chắn. Còn cái nút này là để là nút đen này là để đóng mở kéo. Muốn mở kéo thì mình chỉ cần bóp nhẹ là cái núm này nó sẽ rơi xuống và sau đó là kéo sẽ được bật ra, mở ra. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thì kéo này mình sử dụng để làm gì? Mình chủ yếu sử dụng cái này cho cây hoa, cây kiểng. Đấy, những cái cây mà bé bé ở trong vườn mình dùng cắt tỉa lá khô, những cây cành tăm. Sau khi mà các bạn sử dụng xong thì mình bóp chặt cái này, sau đấy đồng thời đẩy cái chốt này lên. Đấy là mình đã khóa xong. Đấy, trên đây là một số hướng dẫn sử dụng và giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm kéo cắt cành mini ngày hôm nay. Thì nếu mà có thắc mắc gì hoặc là muốn mua bán gì thì các bạn đến trực tiếp tại cửa hàng. Địa chỉ là ngay 68/45, ngõ 68, đường Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Hoặc là liên hệ với mình qua số điện thoại là 0968 741 390. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.